bác của suy là vừa mới ghép đá xong với cái ổi mà hôm vừa rồi bảo làm là chuyển từ dáng lão sang dáng huyền đấy, hôm trước để nó ở đây, bây giờ là nó đằng kia rồi, thì mưa quá cũng làm cho nó sơ sơ, từ hôm sau thì sẽ hoàn thiện lại sẽ đẹp hơn đấy. Quá trình ghép đá là quá trình lâu dài không các bác đấy, thì cũng chia sẻ một ít kinh nghiệm là nếu mà ghép đá với những cây mà xanh chi thì không nói nhá, với những cái cây mà nó khó cái gỗ mà khó thì các bác nên trồng nó ổn định chậu một thời gian, nó có rêu phong nó ôm lấy những cái đất của nó, thì sau mình bê lên cái bầu sang mình bóc đi mình bám đá sẽ an toàn hơn, và mình làm những cái thời tiết mát mẻ có mưa này rất là tốt, làm xong thì che gốc nó lại các bác, có thể là đắp đất phủ lên cả đá một thời gian thì nó ổn định rồi, nó mọc rêu tiếp đất tiếp nó đã bám vào đá rồi thì lúc ấy tháo ra chơi vô tư. Và trở lại là cái ổi này thì bây giờ là mấy hôm mình chưa trồng được mới thừa đúng không bác, bây giờ là trồng thôi, trồng lên cái chậu này, chậu thì khá là ổn, đất chuẩn bị đây rồi, bê vào cái mái tre này để trồng đây các bác cho đỡ ướt các bác nhé. Đây thì chỉ sơ sơ cái cây ổi này nó như này, nó lũa từ dưới đất lũa lên chứ không phải lũa từ đây này các bác, đây lũa từ dưới đất lũa lên này, chỉ còn có cái vỏ sống bằng cái vỏ thôi. Đấy. Chỉ còn sống bằng cái vỏ, xương người ta cũng đã làm rồi, nó không được chuẩn cho lắm nhưng mà cơ bản là nó có nét rồi. Bọn em định cho cái cây này lên hòn đá nhưng mà nó yếu quá, cho lên thì nó tẻo. Đấy, cơ bản là nó hơi lão một chút, không có hiệu lão. Lão là lũa, lão lũa thôi, già nua thôi. Đó là trực rồi này, đó là trực. Bệ rễ rất là ổn ở dưới. Đấy, thì vì nó khá là yếu, đáng lẽ ra như bác mà ngày xưa bác cái chú ấy, bác phải khoét những cái rạch cạo đi những cái thịt thối kia, những cái thịt khô kia, xong rồi sát với cái da tươi của nó, xong rồi vôi keo để sẹo vào hoặc là phết sơn mà nó ổn hơn. Rồi em cứ trồng cái đã, đang mưa này cho nó sống cái đã. Đấy các bác, thời tiết cứ nắng nắng mưa mưa được thật. Đất đây nha, em chuẩn bị sẵn trộn với phần chuồng, đất thịt với phần trâu mục ấy. Em rất là chuộng cái phần trâu mục, nó rất là lành mà ôi nó phải bón ngay quá. Đấy, bác thì cái cây ổi này nó ở trong chậu lâu năm rồi,
rễ cám của nó rất là nhiều này, rễ cám rất nhiều đấy. Đây báo cáo các bác, em nó đây. Cái chậu này nó hơi dính đất thì nó bẩn chứ nó cũng đẹp à. Đấy. Nhìn em nó đây. Sau đó nhé, phải có, bởi vì rễ cám nó rất là nhiều trên này, trên mặt. Không hiểu cây ổi này là kiểu gì mà rễ con nó rất là nhiều. Đấy, thì gần như là cả cái bầu toàn là rễ. Thì đang tính quay cái, sau cái video này em sẽ quay cái một cái vòng vành xung quanh cho nó nuôi cái bệ nó các bạn. Đấy, nuôi cái bệ nó cho đất nó đỡ trôi không các bạn, cây nó khỏe lên thì tính tiếp được. Đấy, cơ bản là một cây lão lũa, cái ngọn kia thì hơi lỗi tí, ngọn kia hơi lỗi, nhưng mà sau cây khỏe thì mới làm được. Hôm trước lá nó xung xuê em cắt ăn gì vì nó lạc nữa, lá nó màu không được ổn cho lắm nên là rất nhiều là hót đi rồi. Đấy thì đất thì trộn chỉ có phân châu mục đất thịt thế thôi, ổi rất là xanh tốt, mấy cây em trồng khá là xanh tốt, trồng vào cái phân ổi phân châu mục này tốt lắm. Đây các bác nhìn, đấy đằng sau nó
lúa lúa chạy khắp thân, thì còn cái vỏ thôi, thì còn cái vỏ cây đó. Vỏ cây thôi. Sau này nếu mà nó yếu hoặc nó có triệu chứng khô mà nắng cháy là bôi keo rạch những chỗ này ra này quá, rạch những chỗ này ra, bôi keo để sẹo đây, nó mới không bị hỏng hết thân nữa, nó giữ lại được những cái vỏ đây. Các bạn chỗ này cái vỏ chạy còn tí thôi, tí mà không xử lý thì hỏng mất các bạn đấy. Đấy, bệ rễ dưới này rất là nhiều quá, đất nó phủ nên là mình khó nhìn. Nói chung là một cây có cây ổi có nét các bạn, và cũng là đáng để chơi đây, đáng để chơi, giá nó cũng hợp lý mà. Nên là mình đam mê ổi thì nó dễ hơn là những cây khác các bạn ạ. Đấy, chia sẻ với các bác cây ổi nó như thế, trồng xong lại tí nữa là cho đây. Thế còn cây này mấy hôm rồi được mưa kinh khủng không? Cây này đã phun lộc rồi này các bạn. Đấy, sắp tới có cái video quay cây này phun lộc, nó đều ra, nó dày hơn, phê lắm các bạn. Cây kia thì kíp không? Đấy, mình không có nhìn. Cây hoa giấy này thì nở rộ nhưng mà lại dính mưa. Đấy, lại nắng rồi các bác, cho nên lại chạy ra đây được. Đấy các bác, cây hoa giấy mà em nhặt được cái này, nhặt được khoảng nguyên cả chậu nhưng mà cái chậu nó bị vỡ mất. Đấy, bây giờ có hoa này, đang tiếp tục hoa, hoa mà nó đã ra thì không ngớt được đâu các bác. Rồi, chiều có thể nếu mà nắng tạnh giáo là làm nốt những cái cây kia, trồng những cái cây đây này, có cái cây mai chú thủy này mấy tháng rồi vứt được xó này, chưa trồng được, lúc mua giờ về giờ đó, vẫn lên um tùm vẫn có hoa. Chiều phải trồng những cây đấy và chuyển chỗ một số cây đấy các bác nhé. Ổi hiếp này, ổi này đấy, vừa bật lá cái ổi kia bám đá thì đây, vừa nãy mưa chạy giờ ra xem là nó thế nào quá nhé. Đi bỏ cái dưới kia đi, cái dưới đằng sau kìa, bám đá. Xin cảm ơn các bạn theo dõi nha.